À, xin chào mừng tất cả các bạn đến với bài học uh, các công cụ uh, để hỗ trợ trong việc tối ưu cơ sở dữ liệu Oracle database. Trong bài học này thì uh, mình sẽ học các cái loại công cụ để hỗ trợ cho việc uh, tối ưu database uh, cơ sở dữ Oracle. Thứ nhất là mình uh, đầu tiên mình phải xác định những cái sự kiện chờ lâu nhất, chờ nhiều nhất đấy, gọi là top wait. Bởi vì cái wait là cái rất là quan trọng làm sao mình phải giảm tiểu cái cái wait đi mình xác định được cái 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 được cái, cái, cái đầu tiên cái thứ hai là mình có thể nhìn vào cái mô hình gọi là tham mô mô hình về thời gian để mình xem đoán xem là vấn đề liên quan hiệu năng có vấn đề gì không rồi mình dùng cái dynamic performance view để mình xem tất cả những cái statistic thống kê đấy rồi tất cả những cái web event để xem có vấn đề gì bất thường hay không rồi có thể dùng cái công cụ enterprise measure để giám sát cơ sở liệu mặc dù công cụ này uh, giai đoạn đầu tiên thì các bạn có thể dùng nhưng mà sau một thời gian thì các bạn có thể dùng các skip thì nó tiện hơn rồi chúng ta cũng có thể là dựa vào cái alert để chúng ta có thể là xem có vấn đề gì không ví dụ như lúc nó cảnh báo một cái lỗi ra gì đó hay là cái, liên quan đến cái vấn đề liên quan checkpoint checkpoint nhiều chẳng hạn thế hay là các cảnh báo của oracle đều bắn ra đây hết từ đó mình có xác định được xem là chúng ta có cần um, có tối ưu thì phải là không rồi um, các cái file người dùng thì mình đọc chi tiết cái file đó để thì mình đưa ra những cái 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 cái, cái uh, giải pháp để tối ưu cho nó phù hợp đấy là tất cả những cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng để tối ưu cơ sở dữ liệu Oracle. Để có thể chuẩn đoán hiệu năng của cơ sở dữ liệu thì chúng ta có à, cơ bản là chúng ta sẽ phải chuẩn à, cái thu thập các cái à, các cái, cái cái loại dữ liệu. Thì dữ liệu có hai cái loại, thứ nhất là cái loại là à, thống kê lũy kế tức là mình cứ thống kê theo kiểu Cumulative Static, gồm có tất cả những cái web event này tham event các thứ rồi cái số, số số, liệu tức là metric ấy, còn là cái tỷ lệ thống kê rồi uh, chúng ta thống kê theo các cái mẫu mẫu dựa trên cái gọi là lịch sử ở phiên uh, giao dịch gọi là ITIP uh, section history à, gọi là IH ấy. đây là cũng là một cái, cái 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 công cụ rất là quan trọng trong quá trình mà chúng ta lấy các cái mẫu để phục vụ cho việc tối ưu thì nó sẽ có cái um, các cái thông tin liên quan đến việc uh, thống kê theo section này rồi thống kê theo công lệnh SQL này rồi các cái thông tin thống kê theo dịch vụ và các loại thống kê khác thì với AIH này thì cũng là công cụ khá hữu ích à, trong quá trình chúng ta xác định để chúng ta có thể tối ưu đấy thế thì chúng ta sẽ có những công cụ nào chúng ta sẽ không tìm hiểu này thứ nhất công cụ cơ bản là những công cụ mà chúng ta đương nhiên chúng ta phải dùng hầu như ai làm thông ninh cũng phải dùng thứ nhất là cái tham model cái này thì có thể lấy cái APK A là có thể có tham model nó ta chi tiết là cái từng cái thành phần dùng cái thời gian như nào, ví dụ như thời gian thực thi câu lệnh này, thời gian wait như này, thời gian CPU như này vân vân đấy. Rồi cái các cái top top wait event thì chúng ta có thể lấy trong APIA có đầy đủ hết. Rồi cái dynamic view là tất cả những cái có bắt đầu từ bằng tiền tố là viola này. Từ viola này thì nó có thể ở rất nhiều thành phần, ví dụ như memory này, thành phần liên quan đến data file, control file vân vân, tất cả thành phần đó thì chúng ta lấy từ từ cái dynamic BMW này thì chúng ta có thể lấy được thông tin chi tiết kể cả các advisor của Oracle nó có luôn. Rồi các analog này. Rồi cái truy file này và các cái các cái page là các cái trang trong Enterprise Manager nó cũng có khá đầy đủ rất nhiều cái thông tin để cho, cho phép chúng ta à, dựa vào đó chúng ta tối ưu. Và một số cái công cụ à, cũng cũng hay sử dụng. Ví dụ như là start pack chẳng à, hạn, nó cũng có những cái khuyến cáo chúng ta để chúng ta tối ưu rồi một số cái thành phần khác chúng ta có thể xem cần xem xét thế nên là diagnostic pack này cái này cái này cần cần license nhá rồi cái tuning pack thì nó cũng cần license thì chúng ta mới có thể lấy được chúng ta xem lại cái mục tiêu của việc tối ưu đó là gì thì mục tiêu của việc tối ưu người ta tập trung vào bốn vấn đề chính một là vấn đề liên quan đến thời gian phản hồi gọi là response time tức là khi người dùng người ta gọi gọi một cái request đó ví dụ một cái câu lệnh select một câu lệnh update một câu lệnh delete hay là một cái thủ tục nào đó gồm tổng hợp rất nhiều câu lệnh thì người ta yêu cầu cái thời gian phản hồi là ngắn nhất có thể. đấy Theo thông thường là sẽ chia thành hai cái loại loại cái request một là OLTP tức là online các rồi online thì thường thường là sẽ rất nhanh có thể là dưới một giây hoặc là một hai giây gì đó. Còn cái loại thứ hai là loại gọi là báo cáo hay là um, data warehouse hay gì đó. Tức là cái thời gian truy cập nó, nó 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 dài thì nó gọi có hai cái loại 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 kiểu cái loại request đấy. Rồi chúng ta phải tăng cái cái băng thông của chúng ta lên tương tự như kiểu là cái đường cao tốc ấy. thay vì ví dụ như là thay vì 6 làn chúng ta tăng lên 9 làn thì, thì chúng, ta, chúng ta phục vụ được nhiều cái lưu lượng tức là nhiều cái xe đi lại trên cái data của chúng ta hơn đấy tôi tăng cái khả năng chịu tải của của là cơ sở liệu ví dụ thông thường nó chịu tải được tầm 5.000 section trong đó tầm khoảng 100 cái thiếu section thế thì bây giờ chúng ta tăng khả năng chịu tải lên là tầm khoảng phục vụ được 7 cái nghìn cái section trong khi đó là 200 cái thin section thế đấy các bạn hãy ra là chúng ta giảm cái than phục hồi Ví dụ thay vì à, chúng ta cấu hình các tham số nó nó tầm có những trường hợp một tiếng sau nó phục hồi xong Bây giờ chúng ta giảm thời gian phục hồi một cách là tầm khoảng à, có vấn đề gì lỗi xảy ra chỉ 5 phút hay 10 phút nó có thể phục hồi được Thì đấy là chính là cái bốn cái mục tiêu của chúng ta trong việc tối ưu Nó sẽ xuân suốt tất cả các cái tiêu chí như này à, Khi mà tối ưu cơ sở cổ, khi mà chúng ta lấy với báo cáo ấy, AVKFA ấy Cái này từ AVKFA ra nhá A ra thì cái đầu tiên mà từ đây mình có thể đi được tiếp là cái có thể là quan trọng nhất thì đó là top 5 event top 5 time event ở đây rồi nó không có cái event là gì này uh, wait như nào số wait này thời gian này trung bình wait này phần trăm db time này và cái nó xếp cái loại wait class là gì ở đây thì um, chúng ta xem một cái ví dụ như này là free buffer wait và buffer busy wait ở đây À, chúng ta chú ý cái trường đắp uh, DB Time này nó là 52 phần trăm cộng 24 phần trăm tức là nó rơi vào tổng 77 đúng không 12 77 hơn 77 phần trăm chứ thì mà nó liên quan đến cái free buffer cách có nghĩa là nó hết ở cái data buffer cách rất nhiều thì chúng ta phải xem lại cái data buffer cách này à, xem lại memory đã phù hợp về chưa xem lại cái các thành phần về SGA đã phù hợp về chưa để chúng ta tối ưu phần đó À, nếu mà có điều kiện có thể tăng lên hay là nhà đấy thì chúng ta sẽ à, học tiếp ở các, các bài tiếp theo thì các sẽ khuyến cáo về việc tối ưu về MLD là rất phường như cái này thì có nghĩa là đang đây chúng ta đang quét rất nhiều cái liên quan buffer cách này kể cả cái index concession đây cũng đang khả năng bị nghẽn thế này rồi lốc phai sinh cũng thế đây, với cái 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 top năm event như này thì có vấn đề chúng ta phải tìm hiểu, và hiểu sâu hơn chút à, trên mình có một khái niệm liên quan đến gọi db time database time thì cái database time là cái gì Đáp tham gồm có hai thành phần, một là web gọi là DB tham. Thứ hai là DB CPU. Cái DB wet tham ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta à, cần một cái tài nguyên này đó nhưng mà tài nguyên đó đang được đang được sử dụng bởi người khác. Ví dụ chúng ta cần update một triệu bản ghi, trong đó một triệu bản ghi trong cái một triệu bản ghi đó thì có có thể là à, cả một triệu bản ghi do user khác đang đang lock rồi hoặc là một phần nào đó bị user khác lock thì chúng ta phải wet chờ chờ thằng kia là xử lý xong nó đó nhả lại lock thì cái đấy gọi là cái web hoặc là nhiều khi cả web nên liên quan đến việc đọc các cái data file như thế web liên quan đến việc mà chúng ta à, ghi xuống data file hay là web liên quan đến mạng hay là web liên quan đến CPU cpu liên quan đến Mary memory vân vân rất nhiều thành phần web thì đấy gọi là web tham còn cpu tham chính là thời gian thực hiện sau khi mà chúng ta đã chiếm được tài nguyên đó rồi chúng ta sẽ thực hiện cái câu lệnh đó select để lấy dữ liệu này update delete vân vân đấy hoặc là thực hiện một cái thủ tục đó thì chúng ta cần chú ý là cái hiểu được cái db tham nó là cái gì đúng không Chúng ta xem mối tương quan giữa cái CPU time Cái sibu time ở đây Và cái wait time Thì nó có mối liên quan đến nhau à Đây thì nếu mà sử cái thời gian wait time nhiều ấy Thì cơ bản là chúng ta sẽ cần phải tối ưu cái instant và Rack Để làm sao là ví dụ Rack này có hai nốt nó giao tiếp với nhau được tối ưu Nó giảm thời gian wait đi Rồi với trường hợp mà wait time nhiều thì nếu mà sử chúng thêm cả thêm tức là giả sử nó có 4 CPU mình ta thêm 2 CPU nữa 6 CPU và chúng ta có vách có hai nốt mình thêm thêm hai nốt nữa thì đôi lúc là nó không hiệu quả với đâu trước tiên mình phải tối ưu phần Ethernet trước đã và phần vách làm sao cho nó kết nối ngon rồi cái đường interconnect cũng là đường rất quan trọng cũng phải thông với nhau và các thông số cấu hình mình phải theo practice thì nó hiệu quả được cái thứ hai liên quan đến đến cái uh, CPU time cái CPU time thì là cái thời gian thực hiện rồi thì cái này thông thường là mình chúng ta phải xem lại cái câu lệnh SQL chúng ta sẽ phải xem lại cái plan đấy xem nó đã được tối ưu hay chưa đấy còn nếu là sửa nó ở giữa cái siêu tham và quyết tham thì cơ bản hệ thống của chúng ta sẽ ổn định đây thì có một cái một cái một cái gọi như kiểu bản bản đồ gọi bản đồ sử dụng thời gian gọi là tham model thì cái nó sẽ cho chúng ta tất cả thông tin liên quan đến để sử dụng cái thời gian của cơ sở liệu thì nó chiều, chiều 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 nhất là chiều thời gian thôi đấy thì nó có rất nhiều thành phần ví dụ như câu lệnh SQL thực hiện này, câu lệnh PLQL này, cái vấn đề kết nối này, vấn đề patch nào, vấn đề Java như nào, tất cả thông tin ở đây nó được có tham số module hết. Chúng ta xem là tham nào top và hoàn toàn mình có thể trích trong cái các view này. Về đồ là system module và V section tham module. Cái tham module nó phân ra nhiều thành phần lắm. Thứ nhất là CPU này. Rồi nó có thời gian quản lý kết nối connection này, uh, sequence load như nào này cái sequel thì chúng ta cũng chú ý là khi giả sử chúng ta cần insert dữ liệu bao nhiều ấy chúng ta cần à, có một cách gọi là cách quần ấy thì nó lớn hơn một chút bình thường nó để 20 thì chúng ta cố gắng để cho nó cách khoảng 100 hoặc 200 thì khi đó nó insert được rất là khá là nhanh uh, à, thời, thời, gian thực thi như nào này thời gian lặp lại có định pin thời gian phân tích thời gian hát bạt à, rồi fail uh, bạt, tức là bạt bị lỗi đấy thời gian thực thi PLQL, uh, PLQL uh, PC này Java vân rồi thời gian có tiến trình background gồm có background siêu Time này amen siêu uh, Time, background backup store đấy thì nó phân cấp rất nhiều thành phần thì chúng ta phải dựa vào cái tham đồ này mình xem xem thành phần nào nó nổi lên trên có nghĩa là nó chiếm nhiều thời gian nhất thì từ đó mình sẽ xem xét tiếp để mình tối ưu thành phần đó chúng ta ví dụ như này một cái tham mô đồ như này thời gian đích thực thi là 1260 giây uh, chiếm 94,76 phần uh, trăm thời gian bạt thì nó chiếm 11 phần trăm thời gian uh, hát bạt à, nó chiếm 10 11 24 phần trăm à debu uh, cpu là 4,60 và sáu mươi tất cả thành phần kia thì nó nhỏ thôi à, ở đây chúng ta thấy rằng cái DB time là lớn 100 phần trăm bởi vì sao bởi vì uh, cái xq sql xq uh, tham này, thì nó uh, nó nó chứa cái um, part tham này đấy do đó là cái 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 thời gian nó lớn hơn một trăm phần trăm để chúng ta chú ý phần đấy nhé À, trong đó hạt hát bạc này thì là, 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 con của cái bạt tham này đó tức là trong cái hát uh, trong cái tham này gồm có hát bạc và shop bạc này hát bạc nó chiếm 11,21 như vậy còn shop bạt nó chiếm khoảng 0,28 phần trăm khoảng đấy tiếp theo là một cái công cụ uh, mà cho phép chúng ta uh, dễ dàng toàn lấy được các thông tin của cơ sở liệu để chúng ta tùy ưu đó là dynamic view dynamic view thì tất cả nó đều uh, bắt nguồn bằng cái từ khóa v đô la thì nó lấy tất cả cái thông tin để về cái session này của chúng ta xem cái session nào tồn nhiều hay không session nào chạy lâu lâu rồi cái web như nào này cái phần uh, liên quan đến sử dụng một các phát bộ nhớ như nào các SQL đang chạy các cái quá trình mà sử dụng undo tem uh, open cursor như nào này sử dụng real lock rồi các cái phần lock rồi backup static vẫn nhiều thành phần thì dựa vào cái dynamic pump view này có thể kết hợp với cái dictionary nữa thì chúng ta cũng có rất nhiều cái cái câu lệnh SQL skip sẵn của chúng ta để chúng ta check được xem là database của chúng ta có vấn đề gì không chúng ta ví dụ như là chúng ta cần check uh, cái uh, những câu lệnh mà có cpu tham lớn hơn hai trăm micro giây ở đây tức là 200.000 giây đấy thì chúng ta select SQL text này execution này xem số lượng nó thực hiện bao nhiêu này bao nhiêu lần này uh, là SQL start này đấy còn nếu mà chúng ta muốn là những cái lock in tham lớn hơn một ngày đúng không với cái xin là cái này thì chúng ta thích là lại là video là session hoặc là chúng ta check xem là có lock của database hay không thì chúng ta check trong review là video lock với cái block bằng lớn không đấy thì ngoài ra còn rất nhiều cái dynamic pull view khác nữa thì chúng ta cứ làm thế đâu vướng như đâu thì cơ bản thì chúng ta sẽ xuất google chúng ta sẽ ra ngay được các cái skip tương ứng trong cái dynamic pull view thì chúng ta cần chú ý cân nhắc một số cái vấn đề như sau này những cái view này thì nó là thuộc sở hữu của sheet rồi đúng không thì thì hôm trước cũng có một lần khuyến cáo mọi người tất cả những cái bảng mà bình thường của người dùng ấy đừng có vứt vào table space xit không không một thời gian sau thì database của chúng ta sẽ chậm đi đấy chủ yếu đó Đội rồi một số cái view trong quá trình mau hoặc là khi chúng ta open ý, hoặc là open rồi thì sẽ có các view khác nhau đấy rồi, chúng ta truy xuất cái view này về đô la fix fix table ấy thì chúng ta hiển thì tất cả các view của chúng ta thì bắt đầu bằng uh, về la này cái gọi là cái mức độ thống kê gọi là statistic level ấy thì thông thường chúng ta sẽ đặt cái nó là default nó là typical và nó là khuyến cáo mà đây có đâu cổ nếu mà ôn thì nó rất nhiều thông số và nó sẽ tốn tài nguyên về lưu trữ một chút à, rồi nếu mà chúng ta đặt ở basic thì nó là vô hiệu hóa rất nhiều cái tính năng của thông linh thì chúng ta không không đặt cái này cái này thì trong trong những hợp mà mà nó nó đưa ra để trong trường hợp mà bài toán nó không quá phức tạp thì thì có thể cân nhắc cái tham số này giả sử tài nguyên hữu hạn làm thế thì những cái tham số như tamico nó không đáp ứng được thì thuộc về có những tham số nó thấp hơn tí thì chúng ta có những cân nhắc này nhưng mà để đi vô là tamico nhé Cái, uh, cái 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 khác cái thành phần liên quan đến quét chẳng thì, thì uh, người quản trị là thông qua các cái dynamic phần view mình có thể đưa ra một cái report hoặc là tự viết cái báo cáo dạng html có rất nhiều cái loại báo cáo dựa trên html nhá mình có thể dựa trên dynamic phần view để mình tự viết ở các báo cáo uh, cũng có khá là trực quan đấy. dựa trên uh, cái html tức là mình gắn thắt thẻ vào đấy sau đó mình cứ sẽ gửi mail như thế thì khá là trực quan tiện À, các cái thông tin liên quan đến uh, thống kê của hệ thống ấy nó còn rất nhiều thành phần từ user như nào này user hoạt động như nào này các thành phần liên quan đến bất của cơ sở dữ liệu này các câu lệnh sql này các thành phần của rách này rồi các cái thành phần liên quan đến os rồi các thành phần cách như nào này các phần phần uh, lock như nào redo như nào rồi rất nhiều thông tin rất đầy đủ để hiển thị với số liệu thống kê ấy, thì uh, chúng ta có các cái mức đầu tiên section này thì chúng ta uh, uh, select trong cái view là view start và sách hiện tại thì nó là Verona My Start nếu service thì nó là viola Service Start hoặc system là v Start tích ví dụ đây chúng ta hiển thị cái thông tin liên quan đến SGA này viola SGA Info này thì à, chúng ta có rất nhiều thành phần uh, à, Buffer của chúng ta đang là một à, ghi 17 ghi này a à, 3 nhỉ bài kino bài 17 17 mê này à, buffer cách của chúng ta đang là 50 50 mê này xe pool của chúng ta xe pool chúng ta 142 m lap pool rồi ra pool sim pool uh, vân vân thì chúng ta sẽ trong view này nhé view là sc info cái quyết thì nó thực chất nó là một cái tập hợp tất cả những cái thành phần mà gọi là chờ chờ cái thông tin để để xử lý chờ tài nguyên để xử lý chúng ta check trong cái view là về event name thì có các cột là even tên là gì này event id này name là gì này các cái tham số của cái event đó thì event thì nó nhiều thể loại thứ nhất là cái free buffer weight tức là nó xác định xem là giả sử như nó cần bao nhiêu cái buffer để nó load dữ liệu từ data lên hay là nó cần để nó xử lý các câu lệnh insert update delete chẳng thế rồi các thành phần liên quan đến buffer cách weight này rồi database uh, file sequential read là đọc tuần tự này đọc uh, là đọc nhiều multi block này rồi thành phần liên quan đến panel này phần segment này rồi undo này vân vân đấy thì rất nhiều nó đây là một số cái tiêu biểu thôi còn rất nhiều cái thằng khác nữa nhá giả sử chúng ta sẽ trong view uh, Viola even name này thì chúng ta có thể thấy ở đây là một số cái even nổi trội ở đây nó lại buffer uh, busy wait ở đây và thứ hai là lock file sinh ở đây thì có hai cái mà chúng ta có thể tối ưu được thứ nhất là buffer này chúng ta xem này các buffer đã đủ lớn hay không tại sao nó quét nhiều quá à, tại điểm đó thì nó tài cao đoạn thế hay là cái dung lượng của memory của chúng ta để thấp quá chúng ta cần cân nhắc để chúng ta tối ưu cái phần liên quan đến memory thứ hai là lock switch nhiều quá thì hay lấy rất nhiều quá bất thường so với ngày bình thường đúng không thì chúng ta thích các cái câu lệnh liên quan đến việc mà cái lốc nó ngày hôm nay thời điểm bây giờ chẳng ăn thế thì nó có gì bất thường hay không nó có nhiều hay không đúng không nếu mà nhiều hơn ngày hôm qua thì có nghĩa là nằm phải làm việc với bên, bên dụng xem là nó cụ thể như nào hay là do lỗi gì thì thường là do ứng dụng người ta insert ồ, ạt và quá thì nó xây ra nhiều dữ liệu thay đổi và lốc suýt nhiều thì cái này thì nếu tăng lên thì cũng được còn không thì cứ để túc tắc nó làm nó quên được nếu mà quên nó không ảnh hưởng gì thôi cứ kệ còn nếu không mà nó ảnh hưởng thì bắt đầu mình phải tăng lên cái 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 dung lượng của cái file uh, file lock lên hoặc là tăng group lên cũng được đấy à, uh, thì có nhiều loại lắm từ cái ca con currency tức là hai giao dịch nó cùng tranh chấp một tài nguyên nhận thế đúng không hoặc là nhiều giao dịch hàng trăm giao dịch tranh chấp một tài nguyên rồi cái commit nhiều quá nó cũng gây lỗi gây là lốc phái sinh này rồi các vấn đề liên quan đến quốc này các vấn đề liên quan đến ý tiếp lâu quá chả không giải phóng ngàn thế nó không giải phóng hết tài nguyên rồi các cốt ứng dụng nó cốt nhầm câu lệnh SQL viết kém hạn thế rồi liên quan đến cluster đường ito e kém rồi san kém rồi cấu hình có vấn đề không theo chuẩn nó gây lỗi rồi các vấn đề liên quan đến scaler các cái job mà đặt tung tung nó không được theo kiểm soát nó gây ra các quết rồi các vấn đề liên quan đến cấu hình mình làm chưa chuẩn chưa theo best practice thì nó sẽ đến lúc nào nó sẽ phát sinh lỗi rồi các vấn đề liên quan đến câu lệnh của DBA admin là mua Python gây treo ứng dụng nhà thế đúng không vân vân rồi liên quan đến IO của user IO của system đấy rất nhiều cái loại web mà chúng ta có thể select trong các cái view này Fiona set sân uh, web class Fiona system web class về đô la even class và y về đô la service uh, web class thì chúng ta có thể thấy được tất cả những cái cái web của cơ sở liệu là gì nhé À, chúng ta thống kê các cái, cái, cái sự kiện chờ dạng uh, system là uh, Vola system web này, Vola service event này, Vola section event này để chúng ta thấy được các cái uh, sự kiện chờ chúng ta như nào Để chúng ta có thể thấy được thông tin là event như thế nào, total event, total timeout, total web vân vân, rất nhiều thông tin chúng ta thích ở đây nhé Một số cái sự kiện mà chờ gọi là web phổ biến ấy mà mình hay gặp thì chúng ta phải tìm hiểu qua một chút thuyết liên quan đến buffer busy web thì như, như lúc trước tôi có chia sẻ trên rồi đúng không? Thì là buffer wait liên quan đến vùng buffer cache này. Rồi cái data bay writer nó ghi xuống có vấn đề gì không? Đấy. Rồi à uh, free buffer wait ở đây thì chú ý cái thành phần liên quan đến buffer wait này, DB writer và IO, IO chậm quá chẳng thế thì nó gây ra thành phần wait ở cái free buffer. Rồi DB uh, file uh, skylit read. hay là DB uh, file sequential thì chúng ta chú ý phần IO cũng như là một số câu lệnh SQL mình viết xem là tại sao nó quét nhiều thế không theo index mà nó cứ quét full tại hạn thế thì nó chú ý ok cái NQ wait ở đây thì nó là liên quan đến lock rồi xem lock giải phóng thằng nào nó nó chiếm lock nhiều thì phải chú ý xem lại ứng dụng rồi cái library cách uh, ở đây thì chúng ta cái phần chú ý phần phần latch này vào liên quan đến phần hát bạc thứ rồi uh, lock free space thì chú ý cái phần lốc buffer io xem nó có tốc độ nó tốt không lốc phai sinh thì nó là cái commit quá nhiều chúng ta insert dữ liệu nhiều quá rồi io io bình thường nó nhanh nhanh tự nhiên nó chậm đi ạ đấy thì nó liên quan đến cái sự kiện như này chúng ta sẽ lấy trong review là vona section web nhé để chúng ta thấy được các cái thông tin ở đây chúng ta có cái payment timer này là dbms ipc mesit rồi cái -man timer này sql net message from client thì các cái thông tin mà quét thì nó thể thị hết trong cái video la section quét đối với một section ở đó à, thống kê của hệ thống thì tất cả này đều tính bằng dây hết chúng ta sẽ trong cái view này nha video section quét này tất cả đồ này video sql lắc rồi các cái thành phần liên quan đến uh, lock cái quét gì đấy thì chúng ta sẽ trong video la nq sat với cái cột chú ý cột là cum quét time này xem một thời gian của nó như nào À, chúng ta sử dụng các cái tính năng của các cái gói để cho quá trình mà chúng ta tối ưu thì đây là đầu tiên là cái gói liên quan đến việc chuẩn đoán chuẩn đoán cơ sở dữ liệu ra xem cơ sở dữ liệu có vấn đề gì không thì chúng ta có các cái công cụ sau này kho lưu trữ tự tải tự động còn là a với a là automatic workload repository cái này là cái cũng khá là kinh điển khi chúng ta tối ưu nhé mọi người cần cố gắng uh, sử dụng uh, cái công cụ này và lấy rất nhiều báo cáo đọc nhiều và thấy quen được cũng như có bác sĩ lúc đầu người ta cũng đọc phim người ta cũng không 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 hiểu được nhiều đâu nhưng người ta đọc khoảng trăm vài trăm cái không, nghìn cái thì người ta sẽ có kinh nghiệm ngay ấy nhé uh, kinh nghiệm của đấy cái đó là ví dụ như thời điểm mà chúng ta bị chậm đất bay lúc uh, 10 giờ chẳng thế thì chúng ta lấy khoảng thời gian từ lúc 9 rưỡi đến 10 giờ hoặc là lấy rộng ra hơn chút là từ 10 giờ đến 11 giờ lấy trên tất nốt nhé. chúng ta đọc dần dần thôi, thì nó sẽ quen rồi tiếp theo là chúng ta dùng cái lấy cái ADM tức là ADM là cái mà nó sẽ phát hiện cho chúng ta là trong cái khoảng thời gian đấy ngoài hệ lấy ra nó sẽ có vấn đề gì nó sẽ đưa ra một số khuyến cáo mà à, dựa trên các cái robot của Oracle nó sẽ tự động đưa ra thì cái này cũng là cả cái, cái mà đi kèm với cái ADM nhá khi chúng ta lấy ADM chúng ta lấy cả em luôn và chúng ta lấy cả cái AH luôn ví dụ như chúng ta lấy từ thời điểm chín rưỡi đến 10 giờ đấy thấy của tất cả thành phần này thì từ đọc đọc ba thành phần này chúng ta có biết được nó có thể là bị lỗi gì rồi rồi um, chúng ta cũng dám giám sát hiệu năng của cơ sở liệu bằng các cái skip này bằng cái enterprise manager này cũng rất là thuận tiện đúng không rồi um, thông báo các cái thoại là các cái thông báo của sự kiện event even event message ấy, phương thức thông báo quy tắc lịch trình vân vân rồi chúng ta cũng um, có phải biết được lịch sử của sự kiện cũng như lịch sử các chỉ số của chúng ta Đó, chỉ số của chúng ta ví dụ như thông thường là cpu nó chỉ tầm 50 là tối đa ram à, thì luôn luôn mình fix lên tầm khoảng tối đa tám phần trăm rồi tự nhiên nó tăng lên khoảng 80% mươi phần trăm cu thì trước là có vấn đề rồi đấy thì mình phải biết được các thông số đó rồi io bình thường ví dụ vùng fc của chúng ta là hai mươi năm giây thì bây giờ tự nhiên nó à, nó tăng lên tầm khoảng 30 mươi giây là ứng dụng chậm rồi lúc đấy đương nhiên là ứng dụng sẽ chậm rồi nhưng mà mình sẽ check khi ứng dụng chậm, chậm chậm là mình check cái tham số kia chắc chắn nó sẽ bị chậm ở với khâu đấy rồi cái bên lai động là cái bên lai là khi giả sử như là chúng ta đặt là cho cái tham tham số của chúng ta là à, giả sử bây giờ là hệ thống đang chạy ổn định chúng ta lấy một cái baseline à, thời điểm sau thì nó có thể là lấy à, baseline lậu tức là nó sẽ lấy tự động theo cái tải của chúng ta thì từ đó nó giả sử trên hệ thống nó bị chậm chúng ta so sánh với cái baseline chúng ta sẽ xác định được ngay là do nguyên nhân gì rồi một số cái thành phần liên quan đến template nữa đấy là chuẩn đoán về cơ sở hiệu liệu cho xem là bây giờ chúng ta vấn đề gì nhá tiếp theo là cái liên quan đến tối ưu thì chúng ta sẽ dùng các công cụ sau này SQL Access Advisor à, là cái mà cho phép chúng ta có thể là đưa ra một số cái thông tin liên quan đến index là tối ưu phần index này tối ưu phần cấu trúc này rồi các cái phần liên quan Python nữa và tiếp theo là công cụ đi kèm với nó là SQL Tuning Advisor nữa nó cho phép chúng ta khuyến cáo rất nhiều thứ từ Python index tối ưu chưa rồi uh, m view thứ rồi uh, SQL Automatic SQL Tuning là cái hình tượng của Oracle thôi và cái SQL Tuning Access tức là mình sẽ tập hợp tất cả các câu lệnh mình đưa vào một cái tuning set sau đó mình sẽ chạy cái sql tuning advisor để đưa ra thông tin cáo các câu lệnh của mình rồi cái automatic um, plan uh, evolution của cái sql plan uh, management có nghĩa là cái quản lý cái cái cái, cái plan của oracle database ấy. cái plan là cái cực kỳ quan trọng của mỗi câu lệnh sql nhé giả sử plan sai thì có nghĩa là nó sẽ nó sẽ um, giống như kiểu nó chỉ đường cho mình sẽ đi size bây giờ những kiểu là mình đi bằng google maps nhé mình đi mà nếu mà đường đi mà tối ưu tất cả thông tin đầy đủ hết thì mình sẽ nó sẽ cho một cái bản đồ chuẩn nhưng nếu mà sử mà cái thông tin tích nó không chuẩn thì nó sẽ ra cho mình plan thông thường nó sẽ là đi quét full như thế thay vì quét index rồi chúng ta dùng cái SQL monitoring từ cái cửa sổ của Enterprise Manager chẳng đấy nó có đầy đủ hết hoặc là control rồi chúng ta có thể cấu trúc lại các cái object giả sử như cái Python nó nghĩa theo ngày thì tự nhiên là theo tháng là đáng nhẽ theo tháng thì theo ngày hoặc là đáng nhẽ phải ba dần nó lại không ba dần như thế thì mình cấu trúc lại các cái cái bảng rồi cấu trúc lại các cái index có thể xóa một số index hoặc là bổ sung thêm một số index cho nó phù hợp một số gói mà liên quan đến cấu hình của cơ sở địa chúng ta cần chú ý là cấu hình data hot này triển khai này uh, pet database này và bài uh, database rồi chúng ta dùng cái opet đấy uh, pet testing này, uh, này hoặc là clon database này bằng cái phương pháp ví dụ double kết active uh, database như thế đúng không còn non nó cầu hôm này bằng copy thôi cấu hình các tham số so sánh các cấu hình cấu hình chính sách nếu ra không dùng các cái gói này thì chúng ta có thể là dùng các cái công cụ chúng ta bên ngoài ví dụ như là sql chain này các cái chơi của sql này start -back này các cái thống kê hệ thống các cái mô hình uh, web này rồi các cái mô hình thời gian tham mô đấy rồi thống kê liên quan đến web rồi các số liệu các service histogram rồi các thống kê liên quan tối ưu hóa và thống kê sql thì cái này thì dựa trên đây thì mình có các thông tin liên quan đến việc tối ưu về cơ sở dữ liệu của chúng ta dùng enterprise thì mình vào đây nhé và phần đăng nhập vào đây nhé rồi sang hiệu năng tổng quan của database đây chúng ta nhìn qua xem có gì không nhá à, này có một số cái ADM cảnh báo chúng ta này rồi cái web cũng khá là nhiều đây cái có nhiều này thì chúng ta cần chú ý xem quét gì nhá kích đúp vào đây để xem quét gì nhá rồi xem unlock nếu unlock dùng xem enterprise measure hoặc là dùng cái giao diện nhá thì đây nó có một số cái liên quan đến canon lock các thứ này một số cái đi xuống measure này khi dùng cái unlock để cho phục vụ tối ưu thì có một số cái mà chúng ta cần chú ý khi mà chúng ta moi từ cái unlock thứ nhất là cái thời gian thực hiện ân cai theo khuyến cáo của local thì thời gian là từ 4 một tiếng từ 4 đến 6 lần nhé 6 lần trên một giờ là tối ưu nhá ít hơn thì 3 lần hai ba lần thì nó cũng chưa tối ưu bởi vì khi đó file file lốc nó sẽ to quá nhiều lần thì có nghĩa là nó sẽ suýt lông nhiều nó tốn rất là tối ưu cái thứ hai là phần liên quan đến um, Eason Discovery Start và Complete xem thời gian là nó, nó có dài hay không à, mắc mà có nó là trong một tiếng <laughs> nếu mà dài hơn thì không tối ưu mà ít hơn thì chúng ta nên tối tối ưu cái thời gian này làm sao ngắn nhất có thể rồi các cái lỗi liên quan đến deadlock cũng như tham ao của cơ sở liệu chúng ta cần chú ý để làm sao mà giảm thiểu cái deadlock đi. Cái deadlock thì đôi lúc là trong cơ sở liệu cũng cũng phát sinh bởi vì ứng dụng thì nhiều khi mình không không kiểm soát được hết. À khi mà test là một chuyện nhưng mà khi tên hiệu thật thì sẽ phát sinh. Rồi thời gian tham ao thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Công lệnh chạy chậm nhanh chậm quá. rồi cái mạng bị mất kết nối vân vân. Rồi cái checkpoint của nó checkpoint incomplete ý, thì có nghĩa là cái thời gian mà nó commit nhiều quá nó để nó thời gian mà ghi xuống data file thì chúng ta cần chú ý cái tiến trình DB writer và các cái tiến trình mà 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 checkpoint rồi cái checkpoint start và end time thì chúng ta cần chú ý à, tiếp theo là cái user j file thì cái này là khi chúng ta start server của chúng ta từ start ấy mà khi mà user nó thực hiện một cái câu lệnh ở đó thì nó sẽ bắn ra một cái chơi file của chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta sẽ có thể là xem cái file đó thì chúng ta biết được cái thông tin chi tiết hơn nhiều khi cái chơi file nó rất là, 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 là lớn mà chi tiết quá đôi lúc chúng ta sẽ đọc đâu có những trường hợp chúng ta không đọc được thì chúng ta buộc phải gửi cái cây này cho cổ để chúng ta dùng cái máy để đọc tự đọc cái chơi file này thì có thể chúng ta backup cái control file ra một cái file chay ở đó đúng không để chúng ta đọc chi tiết cái cái control file của chúng ta xem có có nội dung gì nó bất thường hay không đúng không hoặc các lỗi chương trình nó cũng bắn ra cái file này để cho phép chúng ta chắc nó dễ dàng hơn khi mà background bộ set nó bị lỗi như thế thì nó bắn ra cái file này thì chúng ta với cái background bao set thì thì nó sẽ hơi, hơi khó lọc một chút à, thì thông thường cái này sẽ phải dùng Oracle support rồi mà Oracle support này thì thông thường như khi mà chúng ta dùng hệ thống enterprise và doanh nghiệp lớn thì thông thường kiểu gì cũng mà mua license rồi mua license thì có cái tài khoản có Oracle support để chúng ta làm việc Oracle support thì nó sẽ tiện hơn bởi vì có cái, cái 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 mã máy chúng ta sẽ không thể đọc được bởi vì chỉ có máy nó mới đọc được được đó là một phần của bí mật công nghệ đây chúng ta phải chấp nhận cái điều đó thôi còn những sản phẩm đóng gói rồi như vậy mà hôm nay thì tóm lại thì chào 10 cần nhớ một số vấn đề sau này thứ nhất là cái width cái quét là cái mà làm sao mà chúng ta phải giảm thiểu cái thời gian quét này xuống quét tất nhiều thứ đúng không từ quét uh, con currency đúng không Cả cùng tranh chấp một tài nguyên ở đó đến quét liên quan đến io rồi quét liên quan đến memory quét liên quan đến mạng quét liên quan đến cpu vân vân rất nhiều là quét liên quan làm sao chúng ta phải giảm thiểu được cái này rồi chúng ta dùng cái tham model này để xem là cơ sở chúng ta dùng cái những cái gì là chính nếu là sử nó chủ yếu nó phục vụ cho việc là chạy các hậu lệnh thì ok đúng không rồi chúng ta dùng một công cụ là dynamic pool view để xem tất cả những cái thống kê rồi các cái wait event để chúng ta có thể chuẩn đoán được xem vấn đề của giờ là gì cần tối ưu cái gì rồi có thể dùng cái enterprise manager chẳng thế đúng không để chúng ta giám sát rồi các thành phần liên quan đến unlock chúng ta cũng thi thoảng chúng ta cũng cần chúng ta giám sát được xem là ví dụ như checkpoint như nào này rồi thời gian unlock nó nó suy tốc như nào này nó khuyến cáo là 4 đến 6 lần trong một giờ rồi cái thời gian recovery là cái thứ như nào này rồi những cái lỗi của người dùng chẳng thế hoặc là những cái mà sự kiện của người dùng thì nó bắn đắt file để trong lúc mà cần ý, thì mình có thể là để được rồi một số công cụ khác thì đương nhiên là có rồi đó là AFA này IDM này ASH này rồi SQL Tuning SPG SQL Access này Ando SPG vân vân tất cả thành phần đó thì nó giúp cho mình, mình cũng quản trị rồi mình sử dụng các công cụ đó là thuận tiện hơn để cho phép mình tối ưu được, được nhanh chóng nhất có thể thì trong bài thực hành này thì mình sẽ xem các cái top event này rồi xem cái tham mô đồ như nào sử dụng các unlock để tối ưu này, đó là xem các cái thống kê liên quan đến hệ thống hoặc các sự kiện quyết của database. tôi xin cảm ơn các bạn đã xem cái bài học ngày hôm nay, hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài học tiếp theo nhé.